Đầu tiên Lê Cường xin gửi tới quý vị một lời chào thân thương và trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, hôm nay Lê Cường rất là vui và cũng rất là hạnh phúc khi mà được về đây để góp cái lời ca tiếng hát gửi tặng cho hạnh phúc của đôi anh chị cũng như là gửi tặng cho quý vị. Thì đầu tiên Lê Cường xin chúc cho anh chị mãi mãi hạnh phúc và chúc cho anh chị những điều tốt đẹp nhất trong cái cuộc sống và trong tình yêu này. Thì kính thưa quý vị là hôm nay một mình Lê Cường không thể nào mà nói hết và có thể nào mà mang cái tình cảm hết để gửi tặng cho anh chị được. Thì hôm nay Lê Cường có mang một cái phần rất là đặc biệt gửi tặng cho anh chị và quý vị. Thì sau đây Lê Cường xin mời quý vị cùng đến với một MC rất là nổi tiếng ở hải ngoại. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay thật là lớn dành cho MC Nguyễn Ngọc Ngạn. Em xin phép đi xuống để nhường sân khấu cho Nguyễn Ngọc Ngạn. Lời nói đầu tiên tôi xin gửi tặng quý vị, xin gửi tới quý vị một lời chào thân thương nhất, kính thưa quý vị. Thì tôi được lời mời của nam ca sĩ Lê Cường thì tôi về đây để mà mang một cái món quà chúc phúc cho đôi anh chị cũng như là đôi nguyên ương. Thì kính thưa quý vị, hôm nay tôi có về đây tôi mang theo một số ca sĩ của trung tâm Thúy Nga chúng tôi, nhưng mà xin lỗi quý vị, giờ này ca sĩ vẫn chưa tới bởi vì ca sĩ đã bị lạc đường. Thì trong lúc mà chờ đợi ca sĩ tới thì chắc có lẽ là tôi cũng không đợi được. Thì show này tôi xin phép quý vị là tôi ôm luôn. Thì tôi thì từ xưa đến giờ tôi chỉ kể chuyện ma và tôi làm MC thôi, nhưng mà hôm nay lên đây mà không lẽ thì tôi kể chuyện ma thì nó kỳ lắm. Thì tôi xin mặn phép với quý vị là tôi sẽ hát cho quý vị nghe được không ạ? Vâng, nếu như mà tôi hát và có cái điều gì đó nó không được suôn sẻ thì mong quý vị lượng thứ cho tôi. Thì cái nhạc phẩm đầu tiên tôi xin gửi tặng cho quý vị cũng như là gửi tặng cho cô dâu chú rể là một bài hát rất là ý nghĩa trong cái đêm tân hôn với trong cái ngày hôm nay. Xin mời quý vị đến với nhạc phẩm Lâu Đài Tình Ái. Kính thưa quý vị, là vừa rồi là ca khúc Lâu Đài Tình Ái. Thì kính thưa quý vị, cái nhạc phẩm tiếp theo sau đây tôi muốn giới thiệu với quý vị là một ca khúc nói về cái thân phận người đàn ông. Kính thưa quý vị, sinh ra làm đàn ông đã khổ, nhưng mà quen phải cái đứa người yêu nó không tốt thì càng khổ hơn. Bởi vì kính thưa quý vị, con gái bây giờ nó yêu, nó quen, nó chơi xong rồi nó bỏ. Thì kính thưa quý vị, cái nhạc phẩm sau đây tôi nói về một cái cuộc tình của một người đàn ông 20 năm đem lòng yêu thương cô gái. Như vậy mà nỡ lòng nào cô gái này quen xong rồi, chơi xong rồi nó cũng bỏ. Thì xin mời quý vị đến với nhạc phẩm được mang tên Bắt Bộ Cuộc Tình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
có ai nát cả cõi lòng. Đừng vì em bước bên trầu. 20 năm cuộc mộng dở dang, khắc sâu bóng nàng lắng trong cung đàn. Em giờ ở đâu? Hằng buổi duyên mới. 20 năm cuộc rượu còn đây, uống qua tháng ngày cố quên đi người. Say hoài sầu không vơi, tình duyên ta kia uống thêm ly này. Ôm giấc mộng lỡ làng, những chiều lắng tiếng mưa rơi, đêm say chờ chắc ta từng thu thái lá lá rơi. Năm mộ cuộc tình lá bay, chân nắng tuổi đời nhớ người ta gió. Dâu và chú rể, chúng ta rất là chịu chơi, thì có mời về đây đăng ký, mời về trung tâm Thiên Nga, cũng như là có nam quan sĩ Quang Lê và nữ ca sĩ Lệ Quyên. Nhưng mà bây giờ Quang Lê và Lệ Quyên không có mặt thì là do lỗi của tôi xin thành thật nhận lỗi trước quý vị. Nhưng mà tôi sẽ thay mặt Quang Lê và Lệ Quyên sẽ hát một ca khúc do đôi song ca này, và tôi hát cả phần nam và cả phần nữ, thì xin mời quý vị đến với nhạc phẩm được mang tên Không Giờ Rồi. Thank you.
có mới thương thêm. Chẳng lẽ nghèo hoài sao? Không giờ rồi anh biết chưa anh? Sao anh còn thơ thức trong đêm? Mình nghèo mà biết mến thương nhau còn hơn giàu có đôi thân màu. Thôi em đừng buồn nhé. Anh ơi, anh suy nghĩ chỉ từng giờ cho em thôi chẳng hững hờ gần nhau nhưng đâu tội lắm em ơi. Rằng trời sinh voi sinh có đâu ai đói mà em lo. Em cao tung hoài thêm buồn ôi. Không giờ rồi ta ngủ cho say. Mai anh còn lo kế sinh nhai. Bọn mình giờ dẫn chân đôi tay vẫn tin hạnh phúc ở tương lai không bao giờ bị rồi anh biết chưa anh? Sao anh còn thao thức trong đêm? Mình nghèo mà biết mến thương nhau còn hơn giàu có đổi thay màu. Thôi em đừng buồn nhé. Cho em gói chân hững hờ gần nhau nhưng bơ vơ tối tăm. Em ơi, rằng trời sinh con sinh có đâu ai đói mà em lo. Em thao thức hoài thêm buồn ô. Không giờ rồi ta ngủ cho say. Bọn mình giờ dẫn chân đôi tay vẫn tin hạnh phúc ở tương lai không bao giờ. Dạ, xin cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị và Lê Cường muốn nghe một tràng pháo tay lớn hơn nữa đúng không ạ? Dạ, xin cảm ơn quý vị rất nhiều và sau đây Trung tâm Thuyết Nga xin dành lời lại cho MC. Xin cảm ơn anh. Và xin chân thành cảm ơn Lê Cường rất nhiều. Kính thưa quý vị.